Xin chào các bác nha. Đây, hôm nay một loại cải nữa. Cải này gọi là cải si, cải này gọi là cải siro này, hoặc là cải bo coi cũng đều được nha. Siro trắng, bo coi trắng. Và nó sẽ không như là cái cải thìa nha các bác nha. Cải thìa thì cái lá nó sẽ to hơn. Còn đây là cải siro hoặc là bo coi. Thì một gói này là được 5 gram, nó được khá là nhiều hạt nha. Ăn cải này ngọt này các bác này. Ăn cải này thì khá là ngọt đấy. Nó gần như là cái cải đúng rồi. Có lơi thì gọi là cải siro, có lơi thì gọi là cải bo coi. Nhưng mà da thì thân nó sẽ là màu trắng các bác nha. Cái cuộn của nó sẽ là màu trắng như này. Một gói này được tận 5 gram thì rất là nhiều hạt, nó rơi vào 1.700 hạt nha. Đây là một loại giống mới này, trồng rất là dễ lên, rất dễ chăm sóc, không quá cầu kỳ đâu ạ. Các bác cứ gieo thẳng hạt xuống dưới đất là nó rồi chúng ta tưới ẩm là nó sẽ lên.